nay thì em vẫn chẳng hề đổi thay. Đôi tay vẫn ôm tình yêu anh, dù ngày mai có là tận thế, trái đất kia dù có vỡ tan, tình yêu anh vẫn tồn tại dù giấc mơ em còn dài. Nhiều đêm trắng em mộng mơ thao thức về những thứ không ở hành tinh này, rằng vì sao trên một trời bao la kia sẽ bay tới đâu. Liệu mặt trăng có sự sống hay cũng chỉ là một màu đen như màu đôi mắt em, và ta sẽ bên nhau bao lâu nếu trái đất dừng? Vậy thì còn ngày mai nữa thôi, đêm môi còn được bề môi, còn ngày mai để ta tìm câu trả lời. Ngày tận cùng của trái đất là ngày đẹp nhất phải không em? Ngày mà từng như đêm trôi mất tận nhà trời, chờ mà anh không lên ta sẽ ra sao? Nếu một ngày khối óc bị xóa sạch, những chuyện buồn vui nay mai không theo năm tháng mà dần hóa thành. Này em cũng cởi bỏ hết những ngày nặng sau lưng, mọi thứ phù phiếm cho đến phút này hành trang nó cũng đâu cần tình yêu đâu nắm được, ta nào cần phải gắn gượng, cần chưa tấn chuyện mất được. Vậy thì còn ngày mai chưa? Hết rồi đấy. Hết rồi. Này, hãy nhìn cái khuôn mặt tức giận của nó đi. Chị hát không hay đúng không? Hát không hay tí nào đúng không?